Xin chào các mẹ bầu đang theo dõi livestream theo trang mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại các mẹ trong livestream ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau mục sở thị một ca sinh mổ được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn một chiều của Bệnh viện Thu Cúc đấy ạ. Sản phụ sẽ đồng hành với chúng ta đó là chị Nguyễn Thị Phương. Và trước khi vào phòng mổ thì chị Phương có chia sẻ với chúng tôi rằng đây là lần sinh thứ 3 của chị. Bên cạnh đó thì trong quá trình khám thai định kỳ, bác sĩ có phát hiện ra chị bị mắc một số bệnh lý như là rau bám thấp và tiểu đường thai kỳ. Điều này khiến cho chị cảm thấy vô cùng lo lắng. Thế nhưng chị Phương hãy yên tâm nhé. Với đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng với ekip mổ tận tâm chuyên nghiệp thì chúng tôi tin chắc rằng ca vượt cạn của chị sẽ diễn ra tốt đẹp thôi ạ. Lúc này thì các bác sĩ và điều dưỡng của chúng tôi đang khẩn trương chuẩn bị cho ca mổ của chị Phương. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì bên cạnh việc đồng hành với chị Phương, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những vấn đề xung quanh tình trạng rau bám thấp mà chị Phương cũng như là không hiếm các mẹ bầu khác đang gặp phải. Đây là hiện tượng bất thường về vị trí bám của nhau thai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thai kỳ. Vậy thì mẹ bầu bị nhau thai bám thấp cần làm gì để có thể mẹ tròn con vuông? Đừng rời khỏi livestream nhé, vì chỉ ít phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết những vấn đề này cho các bạn đấy ạ. Như thường lệ thì trước khi bắt đầu một ca mổ, sản phụ sẽ được thực hiện gây tê. Thoạt nhìn thì đơn giản, tuy nhiên thì đây là một trong những thao tác phức tạp, đòi hỏi bác sĩ cần xác định vị trí gây tê, đưa kim tiêm và thuốc tê với liều lượng phù hợp để thuốc tê có thể phát huy tác dụng trong thời gian sớm nhất và hiệu quả mang lại là cao nhất. Và các bạn hãy yên tâm nhé, tại Bệnh viện Thu Cúc thì các bác sĩ với chuyên môn giỏi, kỹ thuật khéo léo cùng với kinh nghiệm nhiều năm sẽ thực hiện thao tác này một cách chuẩn xác và nhẹ nhàng nhất đấy ạ. Vâng, và trong khi chị Phương được gây tê tủy sống thì các bác sĩ và điều dưỡng còn lại của ekip cũng đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị về dụng cụ y tế để ca mổ của chị Phương sớm bắt đầu. Và trong lúc này nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào về chủ đề chúng tôi đưa ra ở đầu livestream hoặc về dịch vụ thai sản chọn gói của Thu Cúc thì hãy comment inbox ngay nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể cho các bạn. Hiện tại thì bác sĩ của chúng tôi đang hoàn tất việc chuẩn bị trang phục để bước vào ca mổ của chị Phương. Và để ca mổ được diễn ra suôn sẻ thuận lợi thì đây cũng là một trong những khâu cần phải được chuẩn bị thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Lúc này chị Phương của chúng ta đã sắp hoàn thành công đoạn gây tê rồi. Sau khi thuốc tê có tác dụng thì ca mổ của chị Phương sẽ bắt đầu. Khi đó chị Phương sẽ không còn cảm thấy đau và vẫn hoàn toàn tỉnh táo để đón con yêu chào đời đấy ạ. Lúc này thì bác sĩ Phượng đang tiến hành vệ sinh sát khuẩn vùng bụng cho chị Phương. Thực hiện thao tác này sẽ đảm bảo an toàn trong suốt quá trình diễn ra ca mổ đấy ạ. Đồng thời thì bác sĩ Hằng, người trực tiếp mổ cho chị Phương ngày hôm nay cũng đang hoàn tất khâu chuẩn bị trang phục. Với những ca sinh mổ thế này thì thường bệnh viện Thu Cúc sẽ có hai bác sĩ để dễ dàng phối hợp với nhau, giúp cho em bé chào đời trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất các bạn ạ. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc của chúng tôi thì đội ngũ bác sĩ đều có chuyên môn giỏi, kỹ thuật khéo léo cùng với kinh nghiệm nhiều năm. Vì vậy các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi vượt cạn tại đây nhé. Vâng, và chắc hẳn lúc này chị Phương của chúng ta đang rất là hồi hộp mong chờ để được gặp con. Các bạn hãy like và thả tim comment để tiếp thêm động lực cho chị ấy nhé. Trong quá trình mổ đầy diễn ra thì chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin về chủ đề được đưa ra đầu livestream, đó là tình trạng nhau bám thấp. Các bạn thân mến, nhau thai là bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng từ cơ thể của mẹ sang nuôi thai nhi, đồng thời cũng chính là hàng rào bảo vệ thai, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng từ bên trong. Nhau bám thấp là vị trí bánh nhau không bám ở đáy tử cung mà một phần bánh nhau bám ở đoạn dưới tử cung, nơi gần cổ tử cung. Chính vì nằm trước đường đi của thai khi đi sinh qua ngả âm đạo nên đa số trường hợp nhau bám thấp phải mổ lấy thai. Tình trạng nhau bám thấp thường được phát hiện thông qua siêu âm. Theo các bác sĩ thì các yếu tố nguy cơ làm gia tăng tình trạng nhau thai bám thấp phải kể đến đó là do từng thực hiện phẫu thuật liên quan đến tử cung như sinh mổ, phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung, nong cổ tử cung và nạo lòng tử cung. Do tử cung có hình dạng bất thường do có tiền sử sẩy thai hoặc mang đa thai, thai to. Như vậy là việc mổ đẻ nhiều lần cũng làm tăng nguy cơ nhau bám thấp nhé. Khi bị nhau bám thấp thì điều nguy hiểm nhất sẽ là xuất huyết khi sinh, từ đó làm cho người mẹ bị mất máu nhiều và có thể dẫn tới tử vong. Chính vì vậy khi được chẩn đoán là nhau bám thấp, mẹ bầu cần đảm bảo nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế vận động và không để bất cứ một chấn động nhỏ nào ở vùng bụng, tránh kích thích tử cung gây chảy máu và khám thai theo đúng lịch hẹn của bác sĩ nhé, để kiểm soát được tốt những nguy cơ có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì mẹ bầu cũng cần phải phân biệt được thế nào là cơn gò sinh lý và cơn gò chuyển dạ thực sự trong thai kỳ, đồng thời là biết cách đếm cử động của thai để có thể chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân, con yêu và đến viện kịp thời nhé.
Vâng, như vậy là với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ thì các mẹ bị dao bám thấp đã hiểu hơn về tình trạng của mình rồi đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với ca sinh mổ của chị Phương nhé. Lúc này thì các bác sĩ của chúng tôi đang rất tập trung trong từng thao tác và theo như tôi quan sát thì không lâu nữa đầu em bé nhà chị Phương sẽ chào đời đấy ạ. Vâng, và như vậy là em bé của chúng ta đã chào đời rồi các bạn ạ. Khi đưa em bé ra thì các bác sĩ của chúng tôi sẽ tiến hành cắt dây rốn cho con, sau đó thì trao bé cho điều dưỡng để tiếp tục tiến hành những bước chăm sóc sau sinh đi ạ. Các bạn có nghe thấy tiếng khóc của con chưa ạ? Xin được chúc mừng chị Phương và đội ngũ các bác sĩ của bệnh viện Thu Cúc đã thực hiện thành công ca mổ ngày hôm nay và chúc mừng gia đình chị Phương đã đón một thiên thần nhỏ đáng yêu chào đời khỏe mạnh nhé. Chắc hẳn là lúc này thì chị Phương cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng khóc chào đời của con yêu. Như vậy là mọi lo lắng và vất vả mà chị đã trải qua giờ đây đã được đền đáp xứng đáng rồi đúng không nào? Một lần nữa xin được chúc mừng chị. Em bé thì hiện đang được các cô điều dưỡng vệ sinh toàn thân. Việc vệ sinh này sau khi chào đời là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp cho con được sạch sẽ cũng như là tạo phản xạ từ những giây phút đầu đời các bạn ạ. Sau khi vệ sinh thì em bé sẽ được bác sĩ Nhi tiến hành thăm khám sức khỏe, kiểm tra các chỉ số của cơ thể, phản xạ tay chân để đảm bảo phát hiện sớm nhất các bất thường của con. Bác sĩ đã kiểm tra và đánh giá các chỉ số của con rất tốt các bạn ạ, không có dấu hiệu gì bất thường và chị Phương có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Sau khi hoàn tất các thủ tục thăm khám thì con sẽ nhanh chóng được mặc bìm, đội mũ và chuẩn bị cho bước tiếp theo đó là đi cân các bạn ạ. Trộm vía là em bé của chúng ta thì nhìn rất kháu khỉnh đúng không nào? Các bạn hãy thử đoán xem là con sẽ nặng bao nhiêu kg ạ? À? Hãy cùng comment số cân nặng của con các bạn nhé! Vâng, và xin được chúc mừng mẹ Phương, em bé nặng 3,38 kg tính cả khăn quấn ngoài đấy ạ. Trộm vía là một cân nặng rất đẹp đúng không nào? Các bạn còn ngần ngại gì mà chúng ta không thả tim và comment chúc mừng cho em bé đáng yêu ngày hôm nay đi ạ? Tiếp theo đây thì con sẽ được thực hiện da kề da với mẹ và chắc hẳn là chị Phương thì cũng đang rất mong chờ đến khoảnh khắc này đúng không nào? Tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì em bé sau khi chào đời sẽ được da kề da cùng với mẹ. Tiếp xúc da kề da sẽ giúp em bé nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ mẹ, cơ thể được giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và đường huyết. Chúng ta cùng nhau nhìn ngắm khoảnh khắc bên nhau của hai mẹ con chị Phương nhé. Chắc hẳn là em bé của chúng ta đã dần cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với cơ thể của mẹ, nên trộm vía là con rất ngoan và không hề khóc một chút nào các bạn ạ. Vâng, và các bạn ơi, có thể thấy là sau khi em bé chào đời khỏe mạnh và khi được ôm con vào lòng rồi thì lúc này chị Phương của chúng ta đã cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi đúng không nào? Chắc hẳn đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với những người làm mẹ như chị Phương. Vâng, vào lúc này đây thì có rất nhiều khán giả đang xem livestream đã comment chúc mừng cho chị Phương đã mẹ tròn con vuông đấy ạ. Em bé sẽ đeo ở cổ chân ạ. À, ví dụ mà nếu mà bị tuột hay là bị đứt như nào thì mình báo lại các cô nhé để các cô kiểm tra. Thông tin của hai chiếc vòng sẽ giống y hệt nhau ạ. TC. Điều dưỡng của chúng tôi thì vừa kiểm tra lại thông tin trên vòng định danh với chị Phương trước khi đeo. Chắc hẳn các bạn cũng biết quy định này của bệnh viện Thu Cúc rồi đúng không nào? Chiếc vòng định danh sẽ được đeo vào tay của mẹ và chân của bé đến khi ra viện, đảm bảo là sẽ không có sự nhầm lẫn nào xảy ra đâu ạ. Em bé của chúng ta thì đang rất ngoan khi nằm trên ngực mẹ và theo các bác sĩ thì em bé có những dấu hiệu phản xạ rất tốt của trẻ sơ sinh như là chân tay cử động tốt, mắt hé mở và rất là trộm vía đúng không nào? Có khá nhiều mẹ đang inbox hỏi chúng tôi rằng thời gian thực hiện áp da mẹ sau sinh là bao lâu và chúng tôi xin phép được giải đáp như sau. Điều này thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ, sức khỏe của bé mà bác sĩ sẽ chỉ định em bé có được áp da với mẹ hay không và thời gian áp da cụ thể là bao nhiêu lâu nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả hai mẹ con. Và các bạn hãy yên tâm rằng khi vượt cạn tại Thu Cúc thì chúng tôi luôn dành những điều tuyệt vời nhất, những tiện ích tốt nhất cho cả hai mẹ con đấy ạ.
Sau khi em bé được ra kề da với mẹ thì sẽ được đưa ra để mặc quần áo, đeo bao tay bao chân và quấn khăn ủ ấm, theo dõi thêm sức khỏe trong những giờ đầu sau sinh. Tất cả những đồ dùng của con thì đã đều được bệnh viện Thu Cúc chuẩn bị sẵn rồi, các mẹ đi sinh không cần phải mang theo nhiều đồ đạc đâu ạ. Cùng với đó là rất nhiều quyền lợi tiện ích cao cấp được dành tặng cho hai mẹ con, như là được thăm khám theo dõi toàn diện trong suốt thai kỳ, đồng hành với hai mẹ con là đội ngũ bác sĩ đầu ngành đến từ bệnh viện tuyến đầu, mẹ được nghỉ ngơi tại hệ thống phòng lưu viện hiện đại thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ cho mẹ khi cần, mẹ có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp như là siêu âm 5D, chiếu tia plasma, con thì được tiêm vitamin K, vaccine viêm gan B sau sinh, hỗ trợ thực hiện sàng lọc trước và sau sinh, được nâng niu cưng nựng và theo dõi sát sao ngay từ khi chào đời, cùng với đó là miễn phí nằm bữa ăn sáng dành cho người nhà và còn rất nhiều những quyền lợi khác nữa đấy ạ. Nếu các gia đình muốn được trải nghiệm một hành trình mang thai vượt cạn nhẹ nhàng thoải mái thì hãy đăng ký ngay dịch vụ thai sản trọn gói của Thu Cúc nhé. Như vậy là em bé của chúng ta đã mặc quần áo xong rồi và con sẽ được đưa lại gặp mẹ một chút. Trong lúc này thì điều dưỡng của chúng tôi cũng sẽ trao đổi lại với chị Phương về những bước chăm sóc tiếp theo cho em bé. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì ngay từ khi chào đời, mọi em bé sẽ được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất để con có một khởi đầu hoàn hảo nhất. Vậy nên các mẹ bầu hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Thu Cúc là nơi đón con yêu chào đời nhé. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn kỹ hơn em bé nhà chị Phương các bạn ạ. Trộm vía là con rất đáng yêu đúng không nào? Và để giúp các gia đình lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này thì Bệnh viện Thu Cúc đã có một ekip quay phim chụp ảnh đồng hành với hai mẹ con trong suốt hành trình vượt cạn đấy ạ. Vậy nên mẹ không cần phải lo lắng sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc thiêng liêng đầu đời của con đâu nhé. Đây là một tiện ích hoàn toàn miễn phí khi mẹ đăng ký thai sản trọn gói. Và nếu các mẹ muốn tìm hiểu về thai sản trọn gói của Thu Cúc thì hãy nhanh tay comment trong livestream này, chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ trong thời gian sớm nhất đấy ạ. Các bạn cũng đừng quên là chúng ta để lại comment để chúc cho em bé xinh xắn ngày hôm nay luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn nhé. Vâng, hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại phòng áp gia tầng 5 và em bé thì đã được gặp bố rồi các bạn ạ. Có lẽ vì đây là bé thứ 3 nên ông bố của chúng ta đón con khá dễ dàng và bế con rất khéo đúng không nào? Em bé thì đang rất ngoan khi nằm trong vòng tay của bố các bạn ạ. Sau khi được gặp bố thì em bé sẽ được chăm sóc tại phòng sơ sinh và được các bác sĩ điều dưỡng theo dõi về sức khỏe trong những giờ đầu. Sau khi mọi thứ ổn định thì con sẽ được đưa về với mẹ tại phòng lưu viện đấy ạ. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa đồng hành với chị Nguyễn Thị Phương trong hành trình sinh mổ đón em bé thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc và trang bị thêm cho mình những kiến thức hữu ích về thai sản. Nếu các bạn vẫn có những thắc mắc về mang thai vượt cạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.